Những trái tim đang yêu đâu hết rồi à? Hey. Đã một năm trôi qua mà mẹ vẫn thế cứ tiếc đôi ta xóa cả hình xăm trên da. Chuyện tình mình cũng chẳng dễ vội phai, chắc cũng đã lâu anh không muốn say mà. Cuối cùng là hôm nay anh lại nhớ tới em. Có thể sẽ vốn cho em và sẽ lại nói anh vẫn yêu em, bấm chuông nhà em trong đêm. Và hàng ngàn thứ biết chắc không nên hứa trong lòng anh sẽ không muốn thêm nữa. Vì em là lý do số một làm cho anh không thể say. Anh giờ đây thì vẫn đang có quên, nhưng ngày ta có được nằm ở bên. Có thêm thành công hay kiếm thêm nhiều tiền, được biết tên bởi nhiều người, chẳng giúp anh nở nụ cười đừng nữa đâu. Bởi vì đằng sau anh đây, ở gần anh thì chẳng có ai. Và cũng đã cố gắng để yêu thêm rất nhiều, mặc dù biết là điều đó sai. Có lẽ anh chẳng thể yêu thêm, giờ mọi thông báo anh luôn mong là của em. Ước ca trên mình, mỗi lần qua từng nơi giấu chân ta đi. Giờ còn đâu tình yêu lúc không là gì, uống thêm là phiền, nước mắt càng rơi vào tâm trong ly. Chúng ta không sai, nhưng giờ đây làm sao để em quay lại nhà, và sẽ làm chi ngóng trong đêm ngoài, thức ca đêm dài, muốn em bên anh phải gọi thêm trai. Đã một năm trôi qua mà mẹ vẫn thế cứ tiếc đôi ta xóa cả hình xăm trên da. Chuyện tình mình cũng chẳng dễ phôi pha, chắc cũng đã lâu anh không muốn say mà. Cuối cùng là hôm nay anh lại nhớ tới em. Có thể sẽ vốn cho em và sẽ lại nói anh vẫn yêu em, bấm chuông nhà em trong đêm. Và hàng ngàn thứ viết chắc không nên hứa trong lòng anh sẽ không muốn thêm nữa. Vì em là lý do số một làm cho anh không thể say. Biết chắc chắn chẳng thể nào lại gặp nhau ở trên đường đời. Và chỉ muốn ước mai sau em sẽ gặp thêm một ai tuyệt vời. Anh cũng sẽ đi tiếp tục, chẳng tổn thương người đến sau nhiều như em. Vì anh đã từng thấy em đây phải đâu, khóc khi ta cãi nhau, chẳng thể ngủ được đâu. Và mắt sưng qua ngày sau cũng chẳng thể níu thêm chi. Chỉ bằng ngày giữ lấy nước mắt em đi. Ước cái trên mình, mỗi lần qua từng nơi giấu chân ta đi. Giờ còn đâu tình yêu lúc không là gì, uống thêm là phiền, nước mắt càng rơi vào tận trong ly. Chúng ta không sai, nhưng giờ đây làm sao để em quay lại nhà, và sẽ làm chi ngóng trong em hoài. Tất cả đêm dài, muốn em bên anh phải gọi thêm trai. Từng hứa bao nhiêu câu, giờ cũng không bên nhau. Chẳng biết không chia tay em là người khóc trong bao lâu. Lúc đó đủ càng đám đâu mà nhìn lại. Cố gắng hết bao nhiêu và cũng xa nhau mãi. Lý do số một làm cho anh không thể say.